Chào mọi người nha. Nói chào cho vui chứ đâu có ai xem đâu. YouTube này là không có người xem, bất quá vài ba người thôi. Hôm nay là cuối tuần nên ở đây vắng lắm. Bữa nay cái bên công trình người ta cũng không có làm, tại chủ nhật mà. Thì một mình đi ra đây, mặc sức mà làm gì đó làm, đâu ai thấy đâu sợ. Đường lỗ xe thì nó nằm ngoài kia, còn đây là người ta đang phát triển nên tạm thời bên đây ta chưa xây cất. Bên đối diện thì người ta đang xây, nhưng mà bữa nay thì người ta không có làm. Chứ thì mặc sức mà đi rong ruổi ngoài đường. La 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 la. Đó, người ta xây xong mấy trăm căn gì đó mà nghe nói là bán hết rồi. Bây giờ họ đang xây cái mới 10 năm rồi được nhiêu đó đó. Thì khu này, khu quy hoạch này tầm 20-25 năm sẽ đầy. Giờ 10 năm chưa được nữa chặng đường, còn chắc tầm 20 năm nữa chứ 10 năm cũng không được gì đâu. Tại vì nó còn rộng lắm. Hello, hello. Mấy cái biển báo màu trắng đó là cái biển cấm, trong phạm vi đó thì mình không có được vô, nên thành ra đứng ở ngoài qua vòng vòng thôi. Tại vì trong đó họ đang xây cất, đang ủi, đang nói chung là đủ thứ hết trơn, nên lúc nào họ cũng cấm vậy chứ đâu có để người dân đi vô trong đó được. Có chuyện gì phiền phức tới nhà đầu tư lắm. Đoạn này nhí nha nhí nhố xíu, quay chậm đồ, ga rẻ đồ. Đoạn này thì ngồi chiêu chiêu đồ, xem người ta lái máy bay đồ. Thấy vậy chứ trước mặt nhiều người đang lái mấy cái chiếc máy bay đồ chơi á, trên không nhiều lắm, nó ôm trời hết á. Mà do xa quá chắc có lẽ là không nghe được tiếng đâu, chứ ở ngoài là nghe gõ mồm một luôn á. Cuối tuần thì mà toàn thấy là người lớn tuổi không à. Tại vì lớn tuổi họ mới có đủ tiền để mua những chiếc máy bay này chơi, chứ còn nhỏ tuổi thì kinh tế phải khó khăn hơn rồi. Nên ở đây mà mấy cái người mà dỡ máy bay này này toàn là người lớn. Sáng nhiều khi hai vợ chồng 50-60 tuổi gì đó xách hai chiếc máy bay lại đây chạy vòng chơi vậy đó, bay vòng vậy đó rồi chút về. Thú vui của người ta tao nhã thanh tao lắm. Trời nghe dừng lên cao, hồn tôi dường như bóng chim lặng lẽ kiếm chỗ nào bình yên. Ôi là trời, ca hay cỡ nông nổi đó. Trời ơi trời, hay hết biết luôn. Nhất cái nách.
thấy cái hồ nước này thích thiệt chứ. Đang đi bộ mồ hôi ướt mình trong trời ơi, nhìn ở đây cái muốn nhảy xuống đó tắm hết biết luôn. Mà tắm rồi chắc mình thành chuyện lạ xóm này luôn. Nên thôi.
Ghê chưa, ghê chưa. Công trình người ta đang công thiết kìa. Cái đồng hồ nó đang nở luôn. Này là hoa dại nghe mấy men, người ta còn gọi là hoa đông hầu, nhưng mà thấy cái mấy cái nhà vườn họ bán kêu hoa dừa kem. Dừa kem gì mà dừa kem, thấy cái màu giống bông dừa rồi màu kem, cái đầu kêu dừa kem, kêu đại vậy đó chứ kem đâu. Sách đỏ có ghi rõ ràng hoa đông hầu. Hoa này thì tầm 8-9 giờ nó mới nở. Sáng thì nó chỉ búp búp thôi, bây giờ là 9 giờ đó, bắt đầu nó nở bung ra vậy đó. Rồi một tới trưa xế là nó tàn rồi. Nó nhanh tàn lắm. Nhưng mà nó đẹp. Mà lên dại trời ơi, mấy người cắt cỏ cũng cực khổ với nó lắm. Cắt quanh năm suốt tháng mà nó cứ lên suốt. Trời, có những cái chỗ giống như là mấy theo mấy đường ống cống á, người ta không có cắt cỏ đó. Ôi nó lên đẹp lắm. Trắng nguyên cái khu đó luôn á. Còn ở chỗ này kiểu ít nè. Mà có nhiều thì người ta cắt hết rồi, thi thoảng mới còn lại thôi chứ. Ở đây họ cắt cỏ suốt hả?
đi một khu đi một vòng xong rồi thì chị quay về ăn sáng thì không có quay, và bắt đầu về thầy là 2 giờ chiều đi ăn trưa, đi ăn vịt quay Bắc Kinh. Cái mâm cơm của hai đứa tôi là nhiêu đó, món vịt, món thịt và một món rau và một thố canh hết. Bye bye các men nha, bye bye.